Hi. Xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Bồ Đào. Bình luận viên Tào Lao chào với đạo Trần Hoàng Đại Lâm Bồ Đào. Đây là giải 44 sân Hải Đăng, xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Đi trước bàn ông kính quân làm là tem của lĩnh mập cảm đường như sự xuất hiện của đăng mớm chiên hai chắc sầu riêng thạch đen trường trong bơm và quý MC cùng Dũng Lai. Phản công cho trường trong bơm, còn bên kia tem trẻ Thanh 2000, Dương Thanh, Bảo Cao, Kẹt Chiền Hai và Lộc. Đây là 5 em trẻ, 4 em của bãi biển Bầu Cát Tô Bình. Một đều. Trường Trắng Bơm. Em dọn lên nguyên ông mặt trời luôn, đéo biết chuyện hay đâu. Chuyện trong trường nó thuận luôn, trái banh nó cũng được. Giải này thật sự vắng mặt vài cái tên đẳng cấp như là Tú MC, Quốc Dư đang dự tuyển Việt Nam chuẩn bị SEA Games sắp tới. Phạm Thanh trên cành. Lộc. Một pha chạm tay trắng của trường bà thạch đen ba ra ngoài, hai đều. Còn có những cái tên như Tiến Đen, Đức Từ Thiện, Nghĩa Đô, đặc biệt là tên của Chi Mexico đã bị bà Covid cắn nửa chừng nên không thể tham gia được, quá đáng buồn. Ba hai. Và kết thúc đầy quy lực của Phạm Thanh, 2000. 2000 là người con của Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Ba đều. Bay bay. Thạch đen gõ cô tay ra ngoài. 4-3. Và rắp chắn với Thanh và Lộc quá khó chịu. Trường va vấp vào tay trắng. 5-3. Một pha mậu binh của Dương Thanh. 6-3. Theo như thông tin thời tiết cho biết, càng nắng nóng, đội bên kia trẻ biển càng lợi thế hơn. Tuổi trẻ bãi biển tập sân cát như thế này quen rồi. Còn bên đây, U30-31 hết rồi. Trường Trắng Bơm, chắc sầu riêng, đăng mớm, quý MC và thạch đen, 91-92. Đấy là lợi thế cho các em trẻ kia. Thạch đen bao nhiêu rồi? 92-92 hả? Sáu ba.
Thanh Sóc Trăng phát bóng ra ngoài. 4-6. Đang mở phát bóng. Phạm Thanh. Thạch Đen. Năm sáu. Và kết thúc tốc của Phạm Thanh 2000. 7-5. Các em tiếp tục đi, có trọng tài. 6-7. Bảy đều. Chắc sầu riêng. Kêu phát bóng đi chợ đi, mấy em nhỏ sẽ lung lay. Ba điểm liên tiếp. 8-7. Thạch Đen đúng là cái thương hiệu có cái mát. 8-8. Các em trẻ đã bị sụi rồi. Hội ấy. Sau khi pha hội ấy, 4 điểm liên tiếp dành cho các đàn anh. Lãnh cầm đơn, còn gọi là cà phê viên cấp phi tia. Tiếng Anh gửi về cho ba má lâu rồi. Từ lúc đi học tới giờ tiếng Anh gửi đi mất tiêu rồi, thông cảm đi. Ở cây sao lưng như cây gì mà qua này họ bông. Qua này không biết cây gì nữa, hỏi mà cây gì á. Bà Hugo ơi, cây sao lưng đẹp quá, cây gì? Bà trả lời bà thấy cách liền á. Mặt đủ mẹ nó nhập cho chưa. 9-7. Một quả phát bóng chiến thực quá khó chịu của Đăng Mâm. 9-7, 8-9. Xin lỗi các bạn, 8-9. 8-9. Các em trẻ khỏe, vùng vũ lực. Đấy, vũ lực. Thạch Đen. Quá may mắn. Quá may mắn pha bóng vừa rồi. Chuồng trắng bơm. Quá may mắn. 18. Đang uống thuốc tờ tim mà chết với mấy ông rồi đó. Đáng nè, lên điểm nữa nè. Cái này gà nhỏ nữa lộn rồi. 18. Mười một tám. Đâu có chỉ đúng nghe đường đó ăn thôi. Các bạn ơi, hiện tại bây giờ chắc khô đang tham gia giải này. Hiện tại bây giờ nghe nói 50 mấy ký khô còn trên xe. 51 ký khô. Sáng giờ chưa bán được ký nào. Các bạn nào có ủng hộ chắc sau đi.
nhớ ủng hộ giùm. Thank you. Chín mươi một. Dương Thành phát bóng hồng. Mười hai chín. Một pha bóc bài phòng thủ quá hay của Đăng. Pha phản công quá mẫu mực cho trường Trắng Bom. 13-9. Nếu không có gì thay đổi, các em trẻ xa bờ. 3 kết thúc tốt của Lộc. 10-13. Lại là Thanh Sóc Trăng phát bóng hồng. 14-10. Bên trẻ nó non phải không? Bình nó đang bánh ngon. Đâu có, trông xa lắm. 11-14. Nặng nặng luôn. Mát gì ngon ha. Chắc cô là người kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. Mười lăm mười một nghiêng về cho tem Duyên Tia Cà Phê, Cà Phê Tia Lĩnh Mập Cẩm Đường. Xin cảm ơn trọng tài Thuận đến từ Long Khánh Đồng Nai, một mình một ngựa cho cái giải này.